Hiện nay thì pháp luật Việt Nam ở dạng là văn bản luật thì chưa có khái niệm cụ thể là về chung cư mini, có nghĩa là cái khung pháp lý về cái loại hình bất động sản là chung cư mini là chưa hoàn thiện. Trong khi đó về mặt thực tiễn thì như con số mà bên điện lực vừa mới thống kê sơ bộ thì có thấy ở Hà Nội, riêng Hà Nội thôi có khoảng 2.000 tòa nhà chung cư mini. Vậy là luật thì chưa quy định cụ thể nhưng mà thực tế thì cái nhà chung cư mini đã tồn tại. Mà nhà chung cư thì luật nhà ở quy định là những cái tòa nhà nhiều tầng và ít nhất là có từ 2 tầng trở lên, và mỗi một tầng thì sẽ ít nhất là có 2 phòng riêng biệt khép kín, và cái tiêu chuẩn thì phải đáp ứng theo cái quy định tại điều 70 của luật nhà ở về về nhà chung cư, có nghĩa là sẽ có phần sử dụng riêng, phần sử dụng chung, sẽ có hành lang, sẽ có lối thoát hiểm, sẽ có các cái thiết kế đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vân vân. Thì những cái nhà chung cư như vậy thì mới được cấp phép đầu tư nhà chung cư. Còn mặc dù là luật chưa có quy định cụ thể là chung cư mini nhưng thực tiễn thì ở các thành phố lớn như Hà Nội thì đã có những cái nhà tòa nhà xây kiểu như là chung cư nhưng mà quy mô nhỏ hơn, diện tích phòng nhỏ hơn, chính từ một thực tiễn như vậy cho nên là từ năm 2014 thì Ủy ban thành phố Hà Nội đã có cái quyết định số 24 và điều 22 quyết định 24 thì quy định là cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ đối với nhà ở là chung cư mini. Như vậy là cái khái niệm chung cư mini đã được nhắc đến ở văn bản dưới luật, và cái văn bản này thì quy định là những cái nhà ở riêng lẻ mà xây dựng nhiều tầng mà có thiết kế mỗi một cái phòng đấy là riêng biệt khép kín và diện tích tối thiểu là 30 m², đảm bảo các cái điều kiện tiêu chuẩn của nhà chung cư, trong đó có các điều kiện tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy thì có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với từng căn hộ. Thì đây là một khái niệm tương đối là mở và tạo cái điều kiện thuận lợi cho các cái chủ đầu tư để xây dựng các cái tòa nhà mà có tính chất như nhà chung cư nhưng mà quy mô nhỏ hơn về số tầng và số diện tích phòng. Nhưng mà thực tiễn thì các cái tòa nhà này đang có ở Hà Nội thì thường lại nằm ở trong các cái ngõ hẻm, ở trong các cái sâu trong khu dân cư, và chắc chắn là cái điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy là chưa đảm bảo. Chính vì vậy là đến nay thì tôi được biết là chưa có tòa nhà nhiều tầng nào được cấp giấy chứng nhận đối với từng căn hộ để các chủ đầu tư này bán cho các cái hộ đình cá nhân. Và thực tế là các cái nhà chung cư mini hiện nay, được gọi chung cư mini thì là thường là dạng cho thuê ở trọ hoặc là mua bán ở dạng viết tay hoặc là lập vi bằng, chứ chưa chưa có một cái pháp lý thực sự một cách rõ ràng cũng như là cái quyền lợi của người mua, người ở trong các cái căn nhà chung cư mini này là vẫn còn rất nhiều vấn đề chúng ta cần phải bàn.